Mình nhớ mẹ. Mình muốn ở bên mẹ, nhưng mẹ đang không ở đây. Tại sao Dượng lại xuất hiện ở nhà mình? Tại sao mẹ cứ đi công tác suốt vậy? Đi phơi quần áo đi. Dượng luôn làm những việc khiến mình cảm thấy sợ hãi. Mình không dám nói điều đó với ai, ngay cả với mẹ. Chú Bắc là hàng xóm mới của nhà mình. Chú rất cởi mở và thân thiện. Vi ơi! Nhưng mình vẫn thấy sợ. Cháu có rảnh không? Mình sợ tất cả những người đàn ông xung quanh mình. Chú định cho em Mi sang chơi ấy mà. Chú bảo này, mình cảm thấy sợ ngôi nhà mình đang sống. Nơi mình thấy yên tâm nhất là góc sân con khuất trong khu tập thể. Ở chỗ này cũng là nơi Dượng không bao giờ để ý tới. Chị ơi cho em chơi với. Nhưng góc sân nhỏ này không còn là của riêng mình từ khi nhà chú Bác dọn đến. Chị ơi, chị có biết nhảy ở cò không? Từ khi con gái chú Bác xuất hiện, mình cảm thấy không còn cô đơn nữa. Có một ai đấy ở bên khi buồn thật tốt. Mỗi khi đêm xuống, mình lại nhớ mẹ. Mình nhớ từng giây, từng phút hạnh phúc khi được ở bên mẹ. Mình nhớ giọng nói của mẹ. Chỉ mong được gọi điện thoại cho mẹ. Nhưng điều đó thật khó. Sự cấm không được gọi cho mẹ. Alo, em à? Ừ. Ờ, con ở nhà vẫn tốt mà em. Mình sợ những hành động của Dượng đối với mình. Mình sợ bóng tối, nhưng không thể trốn khỏi nó. Vi! Chơi đi hả con? Ơi. Ui nhà bác cái gì có kẹo nhiều lắm. Là đây lắm à? Dạ. Ok đấy chị ạ, đi về, đi đi. Này. Lại được lấy kẹo cho. Ui trời xinh nhỉ, con gái nhai xinh nhỉ. Ông làm cái gì đấy? Tôi làm cái gì? Nó đòi ăn kẹo thì tôi lấy kẹo cho nó, có gì đâu mà mập đấy. Ông ngừng ngay cái trò bỉ ổi xấu xa đi nhá. Cái trò gì? Bỉ ổi cái gì? Hả? Mà tôi nói cô nghe nhá. Tôi làm đấy, cô làm gì được tôi? Tôi không làm gì được. Có người khác làm gì được không? À bố láo kìa, bố láo à? Này anh Phú, anh đã có hành vi xâm hại trẻ em. Mày là thằng nào thế hả? Mày vào nhà tao làm gì? Tôi chỉ là người bình thường, nhưng tôi có đầy đủ bằng chứng để tố giác anh về hành vi xâm hại trẻ em. Vớ vẩn, vu khống, mày bước khỏi nhà tao ngay. Anh Phú, anh đứng lại.
Mời đồng chí. Chào anh. Mời anh lên trụ sở làm việc. Nhưng mà tôi có tội gì ạ? Có những gì thắc mắc thì anh lên trụ sở chúng tôi làm việc với anh. Mời anh đi.